Chào mọi người, lại là Diệu đây. Chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube của Xe Máy Hành Tâm. Và ngày hôm nay, nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì chúc chị em phụ nữ sẽ có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân của mình nha. Và hôm nay thì bên cửa hàng Hành Tâm cũng đang có chương trình là sale shop các dòng sản phẩm Vario. Thì ngày hôm nay đầu tiên Diệu sẽ báo giá cho mọi người nha, một em Vario màu vàng cát nha. Chiếc này là Vario 150 đời 2020, hiện tại giá đang giảm còn 48 triệu đồng. Và chiếc kế bên ha là em Vario 150 đời 2022 nha. Chiếc này là màu đen nhám, mâm vàng đồng nha. Chiếc này hiện tại giá đang còn là 49 triệu 500. Còn kế bên đây á, là màu đen nhám nha. Phần trước là đen nhám, phần sau là đen bóng nha mọi người. Chiếc này được phối màu. Thì con này là Vario 125 đời 2021, giá là 41 triệu đồng. Kế bên đây là một em Vario màu vàng cát nè, Vario 150. Chiếc này đời 2020, giá là 55 triệu, đang giảm còn là 48 triệu đồng. Kế bên đây cũng là một em màu vàng cát nha, Vario 150 đời 2020, giá giảm từ 55 còn 48 triệu nha. Thì xe bên cửa hàng Hành Tâm mọi người có thể yên tâm về phần máy móc nha. Cửa hàng sẽ bao cho mọi người là máy móc bao zin 100%, xe bao không đâm đụng ngập nước, bao tết hãng luôn. Rồi, báo giá luôn có chiếc kế bên cho mọi người nha. Chiếc này là Vario 150 đời 2018. Con này giá 51 giảm còn 46 triệu nha. Đây là cái màu Vario trắng đen nha mọi người. Chiếc này được rất là nhiều cái thằng hỏi nè. Vario 150 đời 2020, giá 56 giảm còn 48 triệu nha. Còn kế bên là màu trắng đỏ đen nè. Chiếc này là Vario 150 đời 2020, xe gốc phố nha. Giá là 55 triệu, giảm còn là 48 triệu 500. Rồi, ở ngoài cùng đây nè, thì cũng có một em Vario màu vàng cát nha. Chiếc này giá là Vario 150 đời 2020, giá 57, giảm còn 49 triệu 500. Xuống đây thì còn rất là nhiều xe nè, dì sẽ báo giá cho mọi người luôn ha. Đây, con này là Vario 125 đời 2022, giá đang giảm là còn 41 triệu 500 nha. Kế bên đây là Vario 125 đời 2020, thì giá giảm còn là 38 triệu đồng. Thì mình mua xe bên cửa hàng Hành Tâm, với khách hàng nào á, đang có nhu cầu là mua lên hồ sơ góp á, thì dì cũng sẽ tư vấn sơ về hồ sơ luôn. Thì thủ tục sẽ cần là căn cước công dân nè, hóa đơn điện nè, hoặc là căn cước công dân, bảo hiểm y tế doanh nghiệp dành cho những hồ sơ trên 30 triệu đồng. Còn những hồ sơ mà dưới 30 triệu thì khách hàng chỉ cần căn cước công dân thôi là lên hồ sơ được rồi. Tiếp tục sẽ là một em Vario 125 đời 2021 nha, giá là 41 triệu. Ngoài đây thì có một em Vario 125 đời 2021 nè, giá còn 41 mọi người. Chiếc này thì Vario màu đen nhám nha. Rồi, kế bên đây là một em Vario màu đỏ đen nè, Vario 125 đời 2020, giá là 38 triệu nha. Rồi, em này thì Vario màu vàng đen. Chiếc này thì Vario 150 đời 2021, giá 57, giảm còn 49 triệu đồng. Kế bên đây là Vario 125 đời 2021 nè, giá trừ 40, giá còn là 41 triệu đồng nha. Thì nãy giờ mọi người có thể thấy hiện tại Vario 150 bên cửa hàng Hành Tâm đang có chương trình giảm giá cực sốc luôn. Có những chiếc giảm từ 3 triệu nè, cho đến là có những chiếc giảm tới gần 10 triệu luôn á. Mọi người đang có thích mua Vario á thì có thể liên hệ cửa hàng Hành Tâm thì sẽ có nhân tư vấn mọi người nha. Kế bên đây nè, Vario 125 nè, đời 2020 nè. Chiếc này giá giảm còn 38 triệu đồng. Tiếp tục là chiếc này là Vario 150 đời 2020 xe gốc phố, giá giảm còn 56 triệu. Còn bên đây là Vario 150 đời 2021 màu trắng đỏ đen, xe giá là 55 triệu nè, giảm còn 49 triệu nè. Màu đây là màu xanh đen nè. Màu này thì cũng được rất nhiều cái thằng hỏi luôn. Vario 150 đời 2020 nha, nào, giá 55, giảm còn 47 triệu, xe góc phố luôn. Đây, thì mọi người mà khách hàng đó đang cần tư vấn dòng xe nào thì có thể là comment bên dưới giùm Diệu nè.
hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình. Sẽ nhân viên tư vấn trực tiếp cho mọi người nha.